Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Góc nhìn văn hóa. Xin quý khách vui lòng không viết vẽ lên tường. Không phải bỗng dưng mà những thông báo như thế này xuất hiện tại nhiều di tích, di sản quốc gia trên khắp cả nước. Và ngay cả khi đã có những thông báo như vậy thì không ít người đã vô tư viết vẽ lên tường. Bất chấp bị cộng đồng lên án thì nhiều du khách vẫn hiên ngang viết vẽ bậy lên di tích ở những khu du lịch để lưu danh bản thân, đánh dấu lãnh thổ. Càng tự hào với lịch sử văn hóa dân tộc bao nhiêu thì lại càng xót xa bấy nhiêu khi chứng kiến hình ảnh các di tích lịch sử, di sản bị xâm phạm không thương tiếc. Mới đây nhất thì kỳ đài Kinh Thành Huế đã xuất hiện hàng loạt những nét vẽ, viết chữ với những nội dung nhảm nhí, thậm chí là thô thiển, làm xấu xí tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia. Nhiều dòng chữ viết vẽ bậy khắc tên lên mặt các bức tường. Các câu chữ vô nghĩa, nguệch ngoạc, thậm chí có nội dung phản cảm. Đây là thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại công trình kiến trúc kỳ đài và một số điểm trên Thượng Thành bởi những người thiếu ý thức khi đến vui chơi và tham quan di sản Huế. Thì mình muốn ra đây để mình xem cái thành của Đại Nội Huế như thế nào. Thì mình thấy rất là đẹp, nhưng mà nó có những cái vết vẽ bậy thì mình thấy là hơi buồn một xíu. Thì khi mà mình viết vẽ bậy lên rất là dễ, nhưng mà để mà xóa hay là trùng tu lại thì rất là khó khăn. Kỳ đài, một công trình kiến trúc đặc biệt, là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cố đô Huế. Trước những hành động vô ý thức của một bộ phận người dân, hàng ngày tổ bảo vệ kinh thành Huế thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân và du khách. Thế nhưng với lực lượng mỏng, diện tích rộng đã khiến cho việc phát hiện và ngăn cản những hành vi xâm hại đến di tích trở nên khó khăn. Bây giờ cách xử lý thế, bây giờ tạm thời chúng tôi là sơn phủ lên một lớp đông màu với cái công trình để che lấp thôi, chứ còn bây giờ là xử lý tận gốc thì chưa có. Trước cái thực trạng này thì trung tâm cũng lập tức là có cái giải pháp. Thứ nhất là tăng cường cái lực lượng bảo vệ kể cả ban ngày và ban đêm, rồi nhắc nhở, khuyến cáo, rồi tuyên truyền vận động để mọi người cũng có ý thức bảo vệ di sản. Để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại đến di tích, hiện trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tạm thời đóng cửa tham quan vào ban đêm trên khu vực Thượng Thành. Có thể thấy chính sự vô ý thức của một bộ phận người dân đã không chỉ xâm hại đến di tích mà còn làm cho nhiều người không thể trải nghiệm vẻ đẹp, góc nhìn cũng như một sản phẩm du lịch độc đáo của Huế về đêm. Trên thế giới, hành vi viết vẽ bậy lên di tích bị xử phạt rất nặng. Ví dụ như ở Thái Lan, việc xâm hại di tích có thể phải chịu phạt mức phạt tiền lên đến 10 triệu bạt, tương đương với 7 tỷ đồng. Ở Singapore, mức phạt khoảng 30 triệu đồng, thậm chí sẽ bị xử lý hình sự. Tại Việt Nam, quy định xử phạt với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nghệ thuật bị xử phạt hành chính từ 1 đến 3 triệu đồng. Gây hậu quả nghiêm trọng có thể đối diện với mức phạt lên đến 3 năm tù. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một vụ việc viết, vẽ bậy nào lên di tích nào bị xử lý nghiêm trọng. Nên tình trạng này vẫn rất phổ biến, thậm chí không ít di tích bị hủy hoại lâu ngày, chữ chồng lên chữ, vết khắc sâu nghiêm trọng đến mức không thể phục hồi. Điều đấy là điều rất đáng xấu hổ, có thể nói là như vậy. Vì như vậy là trình độ nhận thức vẫn còn rất là hạn hẹp, rất còn non. Cái thứ hai nữa là ý thức, nhận thức về di sản, di tích là còn rất là thấp thì mới làm những cái động tác ấy. Nhưng tôi dự đoán rằng chắc là chủ yếu là tuổi trẻ chúng ta thôi. Nhưng tuổi trẻ bây giờ tài ba, tuổi trẻ bây giờ hiểu biết, học hành đến nơi đến chốn, tại sao vẫn làm cái việc ấy? Với tư cách là người dân phản đối cái việc ấy, và chỉ có một lời khuyên là không nên đánh bóng mình, ghi lên đấy, ghi tên mình hoặc ghi bất kỳ cái gì, thì hành vi ấy không khác gì kẻ đốt đền mà thôi. Đối tượng viết vẽ bậy lên di tích chủ yếu là những người trẻ có ý thức kém. Vì vậy, nhà trường và các gia đình cần tăng cường giáo dục ý thức tôn trọng giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc. Các di tích lịch sử trải qua hàng nghìn, hàng trăm năm bể dâu vẫn tồn tại đến ngày nay là nhờ sự gìn giữ của bao thế hệ. Vì vậy, việc bảo tồn cho được các di tích này là trách nhiệm của mỗi chúng ta, không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Theo quy định tại điều 1 quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn 6 năm qua, đều đặn mỗi ngày 2 lần, Ủy ban nhân dân phường Tây Tiệu lại phát loa hướng dẫn người dân về bộ quy tắc ứng xử di tích lịch sử văn hóa, điểm đến an toàn hấp dẫn. Trong đó chú trọng việc ứng xử văn hóa văn minh khi đến với di tích quốc gia Đình Đăng.
Bộ Quy tắc ứng xử với 7 tiêu chí dành cho người dân và 6 điều cho người trông coi di tích còn được treo trong khuôn viên đình. Tiếp tục tuyên truyền, còn thì sai đâu thì như thế là sẽ nhắc nhở thường xuyên ở các nơi như thế là trực tiếp nhắc nhở, thì như thế là nhân dân phải cũng hiểu ra và như thế là chấp hành tốt. Các thành viên của tiểu ban di tích Đình Đăm còn tranh thủ thời gian chia sẻ thêm với người dân để mọi người cùng hiểu rõ hơn các tiêu chí ứng xử văn hóa theo bộ quy tắc. Gần đây là dân người ta cũng tự giác mà người ta biết cái quy tắc ứng xử nơi công cộng, mà nơi đình chùa là cái nơi là tâm linh, cho nên là người ta cũng ăn mặc cũng như là đi đứng nói năng là cũng chuẩn mực. Quy định về việc chấm điểm nhận diện hàng tháng thì quận có định kỳ kiểm tra và có hồ sơ lưu của các cái mô hình nhận diện, thì phường đã triển khai rất là hiệu quả. Các hàng quán cạnh di tích cũng được tuyên truyền nhắc nhở bán đúng giá niêm yết, ứng xử văn minh, lịch sự với khách hàng, chung tay bảo vệ di tích. Sau khi nghe tuyên truyền thì bọn em cũng có ý thức hơn về việc giữ gìn, bảo vệ cái cảnh quan chung, và cũng sẽ có những cái nhắc nhở đến khách hàng khi mà họ có mua hàng tại đây ạ. Nếu như tạo dựng được một thói quen tốt, một cái ứng xử tốt thì không phải chỉ là đối với di sản nữa, không chỉ đối với di tích nữa, mà con người ứng xử với con người ứng xử với môi trường xã hội, rồi ứng xử với môi trường thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt lên. Những cách làm của phường Tây Tựu đã góp phần đưa quy tắc ứng xử, di tích lịch sử văn hóa, điểm đến an toàn hấp dẫn vào đời sống, từ đó giúp xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa ở địa phương, phát huy những giá trị đích thực của di tích trong cộng đồng. Theo thống kê của ngành văn hóa thì cả nước hiện có hơn 40.000 di tích, điểm tham quan, trong đó có 3.000 di tích quốc gia và 7.000 di tích cấp tỉnh. Các di tích thắng cảnh là di sản cha ông để lại. Đó không phải là công trình kiến trúc đơn thuần, mà chịu đựng rất nhiều những giá trị về văn hóa, lịch sử, tinh thần, có giá trị trường tồn với thời gian. Ứng xử có văn hóa với di sản thể hiện sự tôn trọng lịch sử và văn minh. Với mỗi người đến tham quan di tích, di sản, hãy đừng mang gì đi ngoài những tấm hình, đừng để lại gì ngoài những dấu chân.